Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Xin thầy chỉ bảo cho làm thế nào để xóa bỏ được những uất ức thù hận ở trong lòng, kẻ không nhà. Thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, trong nhà Phật của chúng ta tối kỵ đó là giữ cái mối hận thù ở trong lòng của mình. Ở trong kinh Pháp Cú có một câu là lấy oán báo oán, oán oán chập chồng, lấy ân báo oán, oán oán tiêu tan. Tất cả chúng ta sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này, hẳn nhiên những điều trái ý nghịch lòng luôn luôn có, và những người đối xử tệ bạc với mình trong cuộc đời này cũng không phải là ít. Tuy nhiên, đối với lại những người nào có tu tập thì phải biết được rằng chuyển hóa tâm mình, chuyển hóa những hành động của mình, những ý nghĩ của mình đó là điều cần thiết nhất. Và mở rộng lòng của mình ra để bao dung, để thương yêu sự sống, đó là điều căn bản của con đường tu tập. Cho nên vong thất bồ đề tâm tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp. Có nghĩa là nếu mà đánh mất cái bồ đề tâm rộng lớn của mình mà tu tất cả những cái việc thiện đó, thì cái đó cũng là việc làm của ma mà thôi. Bồ đề tâm chính là cái lòng từ bi bao la rộng lớn. Lòng từ bi đó có nghĩa là cái tình thương yêu rộng lớn bao dung đối với tất cả vạn loại hữu tình trong cuộc đời này. Cho nên càng tu tập bao nhiêu thì mình càng hóa giải tất cả những cái sự thù hằn bấy nhiêu. Thưa đạo hữu, cái yếu tố mà uất ức hận thù này đây nó có mặt là bởi vì ba cái kiết sử phiền não căn bản là tham sân si chúng ta chưa có dọn sạch. Ba cái yếu tố tham sân và si này đây, nó là ba cái chất kịch độc, nó có thể giết chết đi cái đời sống hạnh phúc đang hiện tại của chính mình và cái tương lai tái sinh mai sau của chúng ta nữa. Chính vì lẽ đó mà bốn cái tâm rộng lớn, từ bi hỷ xả, nó luôn luôn là cái chất liệu vô cùng quý báu để chúng ta đi ngang cuộc đời này mà không bị khổ đau trong dòng đời. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì anh này rất là bực bội những cái người mà thù hằn với anh. Anh ta luôn ước nguyện rằng có thể giết được cái người đó để trả cái mối thâm thù này. Một lần nọ thì anh ta đến gặp một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ này thấy mặt của anh ta thì liền nói rằng tại sao mà ông lại uất ức như thế kia, nó thể hiện trên khuôn mặt của ông rất là khó chịu như vậy. Lúc đó thì ông ta mới nói với người đạo sĩ này rằng tôi có một cái mối thù, tôi luôn tìm cách để có thể trả được cái mối thù này, ông có cách nào không? Vị đạo sĩ này mới nói là tôi có một cái câu thần chú, nhưng cái câu thần chú này nó lại phản tác dụng. Có nghĩa là khi ông đọc câu thần chú này ra đó, thì ông sẽ là người chết trước và cái người kia sẽ là người chết sau. Cho nên tôi nghĩ rằng ông bỏ cái ý niệm trả thù đó đi. Người này liền nói với vị đạo sĩ rằng rất mong ông có thể chỉ dùm cho tôi cái câu thần chú đó. Vì trả thù cho nên tôi có thể chết trước người ta cũng được nữa. Qua câu chuyện đó, Đức Phật muốn dạy chúng ta một điều là những người nào mà cứ giữ cái ý niệm báo thù để mà làm cho lòng mình được hả dạ, thì trước khi người khác bị tổn hại thì mình đã tổn hại trước rồi. Cho nên chúng ta cần phải tri nhận một điều là đời sống này vô cùng quý báu, mất cái thân này rồi thì rất khó để có thể có lại được. Cho nên khi có được thân này thì chúng ta làm cho đời sống của mình và người khác an lạc. Nếu như ai có tổn hại đến chúng ta thì mình cũng hãy mở rộng lòng của mình ra để mà xóa bỏ cái hận thù đó, để rồi chúng ta không bị những cái đau khổ đó làm cho đời sống ngay hiện tại của mình thêm đau khổ nữa, mà chúng ta hãy chuyển đổi những cái trái ý nghịch lòng kia, xóa bỏ những cái đau khổ ấy để hướng tới cái sự an lạc tĩnh tại ngay trong hiện đời này. Xin cầu chúc cho những ai đang gặp những cái mối hận ở trong lòng của mình mau chóng xóa bỏ nó để chúng ta có được an lạc trong đời sống này. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an lành và thanh thản trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.